bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, một biểu tượng của tình thương bao la vô bờ bến, một đấng mặc niệm trên tất cả mọi việc. Chúc quý vị sẽ có một mùa lễ viếng đầy ý nghĩa trên ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Từ nơi đây, ngưỡng mộ quý vị sẽ cảm nhận được hàng vị quan âm thanh dù bỏ mọi thứ gì và tìm kiếm Thế không? Đi chơi thế không? Nói khỏi. Ba cho đi chơi hả? Ba cho em của mẹ đi chơi hả? Ba cho em của mẹ đi chơi đó. Cáp treo núi Bà Tây Ninh. Này cắt treo có hai đường lên luôn ta, hai khu. Ở kia có biển hả ba? Biển kia? Hồ Thường Tiến. Hồ hả? Xa hả? Khu này Tân Châu là. Sao hả? Thế nào? Khang đi chơi thế nào? Tất cả đi chơi hả? Ba cho em đi chơi hả? Đi Bà Nà Tây Ninh hả? Ừ, cắt cho Tây Ninh nhỉ. Bye bye đi, bye bye. Đi núi Bà Đen. Cáp treo ở Tây Ninh nhá, núi Bà Đen đấy nha. Tớ đi Tây Ninh ấy bạn ơi. Tớ đi chùa Bà Đen á. Ở đây đẹp lắm. Cao lắm. Khi nào vô đây chơi đi. Luyến ơi, khi nào vào đây chơi Luyến ơi. Gì vậy hả? Này các cháu đâu đi thẳng đâu, bán đi vòng vòng mà. Vòng vòng mới lên được chứ. À, trên đỉnh vẫn còn mây kìa ba. Bữa nào cho mấy đứa đi chơi đi Nga ơi.
không biết khi nào được đưa mấy đứa nhỏ đi chơi luôn chị. Xuống cho bà.